Xin chào mọi người, mình là Nguyên, người tập luyện thường xuyên. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả mọi người dòng chạy bộ Kamito Magic Run, được Kamito thiết kế dành riêng cho người chân bè, tập luyện từ 5 đến 21 km chạy bộ hàng ngày. Được trang bị công nghệ Green Carbon kết hợp với độ drop 60 ly, Kamito Magic Run hướng tới dáng chạy tự nhiên, tối ưu hoàn trả năng lượng và gia tăng tốc độ. Điểm nổi bật của giày Kamito Magic Run là sự kết hợp giữa đệm đế công nghệ Green Carbon và độ drop 60 ly, giúp hỗ trợ cho nhiều kiểu chạy khác nhau. Nguyên đã thử khi chạy đáp bằng gót chân hay mũi chân mà không gây cảm giác khó chịu hay mệt mỏi. Để trải nghiệm trọn vẹn hơn cùng Kamito Magic Run đồng hành trên con đường chạy bộ mỗi ngày, bạn nên chọn size giày tăng thêm từ 0.5 đến 1 cm, đặc biệt là các anh em chân bè, vì phần mũi giày của Kamito Magic Run được thiết kế rộng rãi, giúp các ngón chân của anh em được đặt thẳng hàng ở vị trí tự nhiên để giữ thăng bằng, ổn định và thoải mái hơn khi chạy. Như Nguyên, size giày chuẩn của Nguyên là 42, Nguyên quyết định chọn Kamito Magic Run size 43 để thoải mái trong từng bước chạy của Nguyên. Một điểm cộng nữa Nguyên dành cho Kamito Magic Run là trọng lượng của đôi này khá nhẹ, chỉ 208g cho một chiếc giày. Cảm giác những bước chân của Nguyên rất nhẹ, như đang vừa chạy vừa bay. Phần đế ngồi của Kamito Magic Run được trang bị công nghệ Giga Grip, chống mài mòn và chống chuột tuyệt vời trong mọi điều kiện thời tiết khi chạy bộ trên đường bằng và đường phố. Vừa rồi, Nguyên có tham gia giải Spartan Race Việt Nam 2024 tháng 7. Có rất nhiều thử thách leo trèo, cần độ bám của giày hoặc môn pickleball đang hot thời gian gần đây thì Magic Run đáp ứng được hết. Nguyên cảm nhận được đế giày bám rất tốt, đảm bảo về độ bám mặt đường và độ bền mà con Magic Run này đem lại khi sử dụng. Thêm vào đó, với độ drop 60 ly cùng khả năng chống trượt tối ưu, giúp người chạy tiếp đất cân bằng, kiểm soát bước chạy, giảm sự mệt mỏi và giữ dáng trong suốt đường chạy. Ngoài ra, phần lót giày công nghệ CoolMat có khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, khử mùi, hút ẩm và thấm mồ hôi hiệu quả khi anh em chạy hàng ngày. Phần upper của Kamito Magic Run được làm từ hai lớp lưới kép công nghệ 500G Sandwich, mang lại cảm giác thoáng khí và mát mẻ khi chạy, không lo tình trạng nóng chân và khó chịu. Thiết kế dây giày hình răng cưa mang đến sự cố định chắc chắn cho mọi người khi chạy, tránh các trường hợp bị lỏng và tụt dây giày ra trong lúc đang chạy. Là một người có bàn chân bè, Nguyên đã trải nghiệm và cảm thấy mình thật sự phù hợp với Kamito Magic Run với những công năng mà nó mang lại. Hãy trải nghiệm cùng Nguyên giày chạy bộ Kamito Magic Run cho những bước chạy thật tự nhiên nhé.